Xin chào các bạn. Hiện giờ tôi đang ở bãi biển của thành phố Nha Trang, một cái bãi biển mà phải nói rằng cả trên thế giới đều công nhận là một và những bãi biển sạch của thế giới. Và các bạn đều biết vừa nãy tôi có cho các bạn xem qua cái hình ảnh của một góc của thành phố biển Nha Trang, và hiện nay khách du lịch ở đây cũng rất đông các bạn ạ. Bởi vì lúc này đang trưa nắng nên là khách tắm cũng không được đông lắm, nhưng mà các bạn thấy chứng kiến vào buổi chiều á thì khách rất là đông. Các bạn đều hiểu rằng thành phố biển Nha Trang là rất thu hút khách nước ngoài, mặc dù cái thời gian vừa qua chúng đã gây kích động bạo loạn thành phố Nha Trang, nhưng đặc điểm đó không gây nguy hại gì đến cái sự du lịch lắm. Mới đầu thì có sự nghi ngại của một số các khách du lịch của vùng châu Á, nhưng hiện nay họ vẫn tin tưởng và họ vẫn du lịch bình thường, không có gì xảy ra các bạn. Và các bạn nên tin tưởng rằng là chính quyền của thành phố Nha Trang luôn luôn giữ ổn định trật tự. Và tôi đã được tiếp xúc và được hỏi một vài khách du lịch của châu Á, thì như Hàn Quốc, Trung Quốc, hôm qua tôi đã hỏi qua phiên dịch, thì họ vẫn du lịch ở Việt Nam. Họ nói rằng họ vẫn tin tưởng vào chính quyền Việt Nam, họ vẫn tin tưởng vào kỷ cương pháp luật của Việt Nam, và tin tưởng vào người dân Việt Nam luôn luôn là mến khách. Chỉ đặc biệt một số bạo loạn phản động, một số bị mua chuộc, một số thiếu hiểu biết thì mới gây lên những cái tình trạng vừa qua. Cho nên đặc biệt sau khi ổn định rồi thì khách du lịch vẫn về đây bình thường, không có điều xảy ra cả. Đó là điều đặc biệt, họ tin tưởng vào kỷ cương phép nước của chính quyền ta, họ tin tưởng vào nhà nước ta có thể giữ được trật tự và bảo đảm tính mạng cho họ. Cho nên các bạn chứng kiến là khách du lịch hôm nay vẫn là đông các bạn ạ. Mặc dù vừa qua có những sự không hay ở thành phố Nha Trang, nhưng đặc điểm là bọn phá hoại đó chỉ gây ra ồn ào được một chút buổi sáng thôi, không đáng kể. Và tôi xin mời các bạn chứng kiến thêm những cái cảnh của bờ biển thành phố Nha Trang. Nói chung là nếu mà quay trong cảnh thành phố thì nhà cửa chỗ nào cũng giống nhau thôi, và đặc biệt ở Nha Trang thì các bạn đều biết rằng là một cái thành phố hầu như là khách sạn rất là nhiều để phục vụ khách du lịch. Và các bạn chưa đi vào cái vùng Cam Ranh, cái vùng Cam Ranh là các bạn thấy hiểu rằng là hôm qua tôi đi qua cái vùng Cam Ranh thì phải nói rằng 2 năm tôi mới đi qua cái vùng đó, và tôi rất là ngạc nhiên cái sự phát triển và xây dựng của vùng Cam Ranh. Hiện giờ ở đó là khu resort và khách sạn rất là nhiều, có thể nói rằng những bãi cát vàng như thế, nắng chói như thế, nhưng mà hiện giờ đang trải những thảm cỏ xanh trên những quanh khu resort và những khách sạn ở Cam Ranh. Thông tin các bạn cứ tới đó thử rồi các bạn sẽ thấy. Có thể rằng những cái vùng đó, những đồi cát trắng, những đồi cát rất là nóng mà trống trải, nhưng hiện giờ đã xuất hiện những rừng dừa và những thảm cỏ xanh và những resort và bao nhiêu nhà đầu tư đổ vào xây dựng khu resort và khách sạn ở đó. Có thể nói rằng tôi người ở miền Nam, ở thành phố Hồ Chí Minh cũng thường ra Nha Trang, nhưng cách đây 2 năm thì nay tôi hôm qua thì tôi mới có dịp đi qua cái khu Cam Ranh. Tôi cũng rất ngạc nhiên và sửng sốt luôn với tốc độ xây dựng như thế. Nhưng mà hiện giờ một số bọn phản động nước ngoài họ tuyên truyền, họ nói rằng chúng ta là bán đất, bán biển, bán đảo. Có một số luận điệu tuyên truyền nói rằng là Ải Nam Quang chúng ta đã bán ở Trung Quốc. Những cái bọn đó hoàn toàn là không có tiền đi tới Ải Nam Quang, cho nên không thấy được chứng kiến. Và cột mốc Ải Nam Quang vẫn giữ nguyên từ thời pháp thuộc tới giờ, từ thời ông cha ta tới giờ, kể cả cột mốc thôn số 0. Tôi đã chứng kiến ở đó vẫn còn giữ nguyên vị trí cũ, và dọc biên giới theo từ km 168 ra cho tới 108 tất cả đều giữ ổn định. Và suốt dọc biên giới từ ở Lạng Sơn qua tới Cao Bằng thì tôi đã được chứng kiến là rất ổn định các bạn ạ. Mà chúng vẫn truyền truyền xuyên tạc như thế, mà đất nước chúng ta đang phát triển, nhưng cái bọn phản động và phá hoại luôn luôn phá hoại để gây sự bất ổn định của đất nước chúng ta, để cản trở cái sự phát triển kinh tế chúng ta. Và một bọn phản động, đúng nó nói thẳng là một nhóm thôi, một nhóm có thể là bất mãn của chế độ hoặc là hận thù chế độ, chúng luôn kích động đồng bào trong nước làm những việc sai trái. Các bạn đều thấy rằng đất nước chúng ta đang rất phát triển, và có thể tôi đi từ Bắc đến Nam ở đâu phát triển có thể chóng mặt luôn, mà nhân dân Việt Nam chúng ta hiện đang rất hài lòng cuộc sống này. Và đặc biệt hôm qua tôi nhắc lại là hôm qua tôi đi ăn vùng Cam Ranh, thì các bạn đều thấy hiểu rằng, các bạn không tin cứ đi vào vùng Cam Ranh các bạn sẽ thấy rất ngạc nhiên sửng sốt, những thảm cỏ xanh đang trải dài trên những bãi cát và nắng chói chang như thế, nhưng hiện giờ đang mọc lên những rừng dừa các bạn ạ. Thì đó là sự phát triển đất nước. Nhưng bọn chúng không muốn như thế, bọn chúng vẫn thèm khát cái cảnh đó, nhưng mà bọn chúng luôn luôn vẫn phá hoại. Đó là âm mưu thủ đoạn của bọn phá hoại. Và tôi xin giới thiệu các bạn sơ qua những cái thuyết trình của tôi, và xin giới thiệu các bạn nhìn qua khái quát một cái khu vực của bãi biển Cam Ranh các bạn ạ.
và càng ngày càng mọc thêm những khách sạn cao cấp và cao tầng các bạn ạ. Và các bạn có thể hình dung rằng là nhìn ở đây, các bạn có hình dung rằng là ở Nha Trang cách đây 30 năm trước không các bạn? Và chỉ cần 10 năm thôi đã thay đổi một cách khác thường rồi các bạn ạ. Vậy đất nước chúng ta phải luôn luôn ổn định an ninh trật tự xã hội thì mới có thể phát triển được mạnh mẽ hơn. Nhưng bọn phản động nước ngoài luôn luôn có một chủ trương rất phá hoại. Bọn chúng không muốn đất nước ta được phát triển, muốn dân dân chúng ta nghèo, nhưng chúng luôn luôn cứ tuyên bố rằng thương dân thương nước. Toàn là cái bọn chống cộng dỗm, bọn cái bọn là chống cộng điểu, bọn cái bọn vô thức vô học. Các bạn thấy không, những khách du lịch cỡ các nước họ vẫn tới Nha Trang để nghỉ hè và thưởng thức cái cảnh đẹp của thành phố Nha Trang, mà các nước thế giới đều biết và ca ngợi thành phố Nha Trang chúng ta và biển Nha Trang ra là biển đẹp, sạch và đẹp. Còn một điều nữa, họ vẫn tin tưởng vào chính quyền của chúng ta luôn luôn giữ được kỷ cương phép nước và trật tự để ổn định, cho nên họ không ngần ngại mà tới đây sau những cái cuộc loạn vừa qua. Đó là cái lòng tin tưởng của họ và chính quyền của chúng ta đó các bạn. Các nước châu Âu, các nước Âu Mỹ, rồi kể cả những bạn các nước châu Á cũng đều nườm nượp tới đây mấy ngày nay các bạn. Khách sạn hầu như là không còn phòng, và cả những khách ở miền Bắc cũng vô cũng nhiều. Thì các bạn để hiểu rằng họ vẫn tin tưởng vào cái sự an ninh trật tự của chính quyền chúng ta hiện đang giữ được. Xin mời các bạn cho tôi được gặp một bạn trẻ, một bạn trẻ của công dân. Con ở đâu ạ? Dạ, con ở Sài Gòn. Con ở thành phố Hồ Chí Minh ra đây. Như thế thì con cho phép hỏi chú, chú cho phép hỏi con là con có thích thành phố biển Nha Trang này không ạ? Con nói to lên. Dạ, con thích thành phố biển Nha Trang. Và riêng thành phố biển Nha Trang và cái sự thanh bình của đất nước của chúng ta toàn quốc, con có rất yêu thích không? Dạ không. Con muốn, rất muốn được ổn định mãi để đất nước ta phát triển không à? Dạ. Và vừa rồi có những sự biết loạn của vài tỉnh thành như thành phố Hồ Chí Minh, con ở thành phố Hồ Chí Minh con đã biết rồi. Dạ. Thì con có bằng lòng, hài lòng những cái việc chúng làm không à? Con lắc đầu thôi. Con nói to lên. Dạ, không bằng lòng. Không bằng lòng. Đương nhiên thế hệ trẻ của chúng ta đều có những ý thức như thế. Và tất cả thế hệ trẻ của chúng ta, các bạn đều biết rằng họ đều muốn đất nước chúng ta yên bình và không ai muốn chiến tranh. Nhưng bất cứ kẻ xâm lược nào, dù Mỹ hay Tàu hay Tây gì tới đi xâm lược, chúng ta cũng đều chống hết, phải không bạn? Một điều đó là cái tinh thần bất khuất của dân tộc chúng ta, chống ngoại xâm, không từ bất cứ kẻ xâm lược nào, không sợ chiến tranh, không muốn chiến tranh nhưng không sợ chiến tranh, đúng không các bạn? Và khi đó là như thế hệ của con, là thế hệ của con là thế hệ làm chủ tương lai của đất nước, thì chỗ con cần có trách nhiệm gì hơn với đất nước, bằng một cách là con học cái giỏi và con tìm cách làm sao để phát triển đất nước được khá hơn, thì đó là cái điều tất cả thế hệ trẻ của con đều mong ước cả, đúng không? Và một điều quan trọng nữa là thế hệ trẻ của con là luôn muốn đất nước được thanh bình. Như thế là con đi ra đây, con đi chơi với gia đình con cảm thấy hạnh phúc khi sống được đất nước thế này không? Tất nhiên là phải muốn mãi vậy, con đâu muốn gì Syria, Iraq phải không? Một đất nước chiến tranh tàn phá thì rất là nguy hiểm và khốn khổ cho nhân dân. Chú xin chào con nha. Tất cả các bạn đều nghe bạn trẻ vừa rồi đã có những phát biểu như vậy. Và các bạn đều hiểu rằng cái cảm nhận của bạn trẻ cũng đều y như những cảm nhận của hầu như toàn nhân dân Việt Nam chúng ta. Và tất cả đều muốn một đất nước thanh bình và ổn định để phát triển kinh tế và chính trị các bạn ạ.
Cho nên là cái vấn đề này thì các bạn trẻ họ đều luôn phát huy những cái tinh thần để bảo vệ nền Tổ quốc. Đặc biệt có một số thiếu hiểu biết bị kích động, bị lợi dụng, cho bị lôi cuốn vào những cái tình trạng mà họ lợi dụng vào tinh thần yêu nước vừa qua, nhưng họ là xuyên tạc những cái mục đích chủ trương sách nhà nước, những quốc sách lớn của nhà nước để phá hoại nền kinh tế của nước nước nhà. Đó là cái mục đích chúng của bọn phản động và bọn phá hoại trong nước các bạn ạ. Và các bạn đều thấy rằng chúng tuyên bố rằng từ ngày 10 cho tới 15 sẽ lật đổ Đảng Cộng sản. Và tối nay tôi sẽ cho các bạn coi chứng kiến những hình ảnh của những tên rất cực đoan, những tên rất phản động hô hào muốn lật đổ Đảng Cộng sản và lật đổ chính quyền. Nhưng hiện giờ các bạn vẫn thấy không? Các bạn thấy không? Chính quyền chúng ta vẫn đứng vững và chính quyền chúng ta vẫn mạnh, vẫn phát triển. Mà chính ngay vừa ra là chúng đã bị đập tan và bị tiêu diệt hầu như lực lượng rất là lớn. Và chúng tuyên bố rằng là chúng sẽ lật đổ Đảng Cộng sản trong tuần vừa qua. Nhưng các bạn đều thấy rằng tôi cũng chẳng phải đảng viên gì, nhưng Đảng Cộng sản vẫn ở trên đầu tôi. Bởi vì đó là sao? Là đảng đã lãnh đạo cuộc kháng chiến thần tài, một cuộc chiến tranh thần kỳ để đi đến thắng lợi trọn vẹn thống nhất đất nước. Chỉ có Đảng Cộng sản có lãnh đạo mới đánh đuổi được tất cả thực dân đế quốc, chống cả tất cả bọn bành trướng xâm lược. Bọn chúng tuyên truyền rằng chúng ta mất đảo Hoàng Sa, nhưng thực chất đảo Hoàng Sa là chính quyền Việt Nam Cộng Hòa bán cho chúng, dâng cho chúng, dâng cho Tàu. Nhưng mà chúng vẫn vu cáo, chúng tuyên truyền là chúng ta là mất đảo Hoàng Sa. Đó là cái luận điệu tuyên truyền của chúng để đánh lạc hướng suy nghĩ của giới trẻ. Và hiện giờ các bạn đều tin tưởng là giới trẻ họ càng ngày càng hiểu và ý thức được hơn. Dạ các bạn ạ. Dạ, tới đây thì tôi xin tạm kết thúc cái chương trình bữa nay để giới thiệu một phần góc biển của thành phố Nha Trang. Và nếu chịu thì dài nhiều lắm các bạn, cho nên là các bạn cũng thông cảm cho xem một đoạn ngắn thế này. Và xin hẹn các bạn trong một dịp khác.